con thấy mấy chiếc xe này nè, mày dặn con nè, à, con đừng đứng ở sau lưng xe của ta nha, ta chạy ta lên dốc á. Coi chị này nè, chị chở nè, chở nãy luôn á, nãy luôn á, ta nãy luôn á, đàn ông thì không nói nha, phụ nữ là đó, lên dốc rồi, tỉnh queo, quá nãy, xuống mà, đây mày sắp đồ chưa? Con có sắp của mình này mà. Chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Thì sau khi về quê mẹ Ngân ở Vĩnh Long chơi thì bữa nay cũng tới ngày về lại Sài Gòn rồi cả nhà. Về cũng tầm 1 tháng rưỡi á. Thì Ngân đang ở trên bến phà này là phà Cù Lao Dài, tỉnh Vĩnh Long, mà chạy qua sông Cổ Chiên để qua chợ Bán Tra Bến Tre mình về lại Sài Gòn. Ngân xuống với ngoại để lấy gà vịt cá tép mà gửi tủ lạnh á, để mà thu gom vô mình đóng thùng để mà mình mang đi nha cả nhà. Về quê lần nào thì không thể nào mà không đem tất cả những cái đồ quê đem lên thành phố ăn như cả nhà, nào là gà vịt khô mắm cá tép, rồi có trứng hộp vịt nữa, trứng hộp vịt của con đầu bắp, con đầu bún chứ, con đầu bún của bé Xu nó đẻ đó, rồi mẹ Ngân để dành cứ mỗi ngày hộp, tại vì nhà nuôi có đúng con vịt à, rồi bắt đầu để dành cho bé Xu để mang đi. Bây giờ mẹ Ngân sẽ đóng vô thùng xốp và mình sẽ xách ra xe và chở chở từng chuyến, tại vì có một mình Ngân à cả nhà, chở chạy xe yếu nữa cho nên là cứ chạy lắc nhắc vậy đó, chở ra bến phà trước rồi một chút xíu nữa Ngân sẽ nhờ cậu của Ngân chở ra phà, chở hai mẹ con ra phà để mình về lại thành phố nhà. Đây là cậu của Ngân đây, và hai mẹ con Ngân sẽ lên xe chạy ra phà. Từ nhà Ngân ra phà thì khoảng hơn 2 cây số cả nhà, chắc cũng tầm đó. Đó, bây giờ mình tạm biệt quê hương tươi đẹp Vĩnh Long để mình về lại Sài Gòn với ông xã nha. Về hai mẹ con về quê chơi không dài quá trời lâu luôn. Là cái video này Ngân làm cũng lâu rồi, đợt nghỉ hè tới giờ Ngân mới rảnh Ngân làm clip lại cho cả nhà mình xem á cả nhà. Thì cách này cũng mấy tháng rồi. Ngân cũng tóm tắt lại những cái video trước, có gì cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ Ngân nha. Đây là những cái video trước. Ngân thu gom trái cây rồi ô đồ ăn quá trời, rau cải gì tùm lum hết trơn cả nhà, quá trời luôn. Cả nhà xem video trước ủng hộ Ngân nha. Bây giờ mình đi tới phà rồi. Nói chung thì Ngân đi đâu cũng phải qua phà ngang con sông Cổ Chiên này hết cả nhà, tại vì Ngân ở Cù Lao á. Hôm nay hết bão rồi. Hôm bữa Ngân cũng sợ là bão rồi, sáng ông hay mua sớm, mua sớm mấy ngày trước rồi cả nhà, Ngân sợ là không có đi được á. Mà hôm nay hên, trời ông đãi nè. Trời sáng trời yên gió lặng, không có một chút sóng. Phà giờ hiện đại nè, mấy chiếc phà trước không có nhà vệ sinh, có chiếc phà này mới khai trương á cả nhà, cho nên là có nhà vệ sinh cũng tiện lợi cho bà con ha. Cao già, đây là chú đầu già nè, lâu lắm mà mới thấy lại chú đầu già cả nhà. Giờ đã trồng chú cao mẳng nhiều, chú đầu già hiếm thấy nha, mít quá trời. Sầu riêng này cả nhà, xe sầu riêng, đàn bà nha, trời ơi trời, phụ nữ miền Tây này cả nhà, giỏi nè cả nhà. Chở hai cái túi hai bên, còn chồng chất lên bên trên nữa, công nhận hay thiệt, quá giỏi. Đi giao đồ giỏi thiệt. Bỏ trong bóp cho Su hai trái quýt. Su nó xe xe với một chai dầu gió xanh. Dầu gió xanh là mình xoa vô cái khẩu trang á, cho nó hết. Quýt thì bóp xoa cho nghe cái mùi tinh dầu quýt á, cho nó đỡ. Mệt không?
Dạ, giờ em đi á. Đi quay xong mà đi luôn á. Nếp đi, chờ xe lên hết rồi mình hãy lên thôi. Hồi đó giờ ăn biết bao nhiêu, với mấy trăm ký gạo mà sắp cái thùng không nổi. Lọt qua tới địa bàn Bến Tre phải à cả nhà ơi. Cách suối, cách sông, cách phà ngán quá trời. Giờ 8 giờ chờ tới 9 giờ. Kệ mà qua đây chờ cũng còn hơn bị trễ phà trễ đồ. Bà mới chở qua chứ bắt đầu về bển lại đó. Lúc này chạy nhanh khỏe hết sức. Không có còn chờ lâu như hồi đó. Hồi đó mỗi lần chờ là nửa tiếng, tiếng đồng hồ. Lên đây nha nè, lên phải uống nước, phải cái nước đó.
không ra đường khô. Cái gì? Đường gì? Khô hả? Đường gì? Khô. Khô mà con nghe cái gì ta? Khô với mắm với chao chứ con nghe cái gì? Về quay mua khô mua mắm mua chao. Con nghe cái gì ta? Chứ con nghe gì con nói đi. Nghe gì con nói đi. Nghe là cái bồ. Tại cái bồ. Cái con này. Không lẽ mày về quê mày mua cái bồ. Thanh nó nổi con gái thiệt. Thanh nè tắt đây con, tắt đây. Lấy nước. Lấy nước uống con gái này khác quá. Quay với cả nhà là đồ của Ngân hôm nay mang từ quê lên thành phố là hai cái thùng xốp, một cái thùng xốp là gà vịt cá tép tươi đông lạnh ha, còn bên đây là khô mắm với lại rau, rau lan, rau giấm cá, mẹ đang thấy ngò quế gì đúng này, đúng ở bên cửa chứ ta hả con, đông đá nó làm hồi tối nó để tủ tủ đá rồi chưa hết đâu nha, đây là đống đồ của em đây. Đây là bao gạo 25kg nè. Lại là một cái bao bụi lần rồi, da của con, ba trái đủ. Với lại túi sim cam của ngoại cho. Hay nghe xem con hả con? Con đừng có nghĩ gì thì tới nó hết trơn, với cái ba lô đồ. Thấy nóng lạnh chưa? Con thấy là còn nóng lạnh á. À đây là 5 túi. Đó. Thấy ghê không? Ở đó 2 túi nữa. Thằng túi sách ta thì không tính. Tổng cộng là 7 túi. Ừ. Thiệt. Rồi. Bây giờ là 8 giờ bồi. Chờ 50 phút nữa xe mới đi. Xe 9 giờ. Ăn bánh ăn giặt gì đỡ đi nha con. Xác định là chờ mà mỏi. Rồi bà xuống kìa, bà con bắt được khoai kìa. Sạch đấy kìa. À, khách nóng nồi, dễ lên phố. Như con, nhưng mà xe chưa có xe mà nghe mùi gì. Coi tao nó tâm lý hả cả nhà. Mỗi lần đi là xảy xe te tua luôn. Mà nó đi từ hồi lúc mới đẻ tới giờ mà sao kỳ quá. Đi xe hơi, xe khách hoài luôn. Mà giờ cũng còn xe. Sạc hờ để lên chảnh cái hết pin này không có gọi trong sạc cái đống này của em nè được cái ghế à hai ghế đồ ăn nữa không dạ đúng rồi
Chú tắt âm thanh con. Hai thùng, một thùng liêm. Mà này vô bà chịu nè, mới có lên. Em vô tới bà chịu. Thùng liêm. Đây. Nãy anh mở cốp chỗ đây là để được hai cái thùng xốp rồi. Còn cốp ở sau để đồ. Coi cái cốp xe nó bự lắm nữa nè. Chắc đồ lên trước, chút nữa là lê quay chứ cũng sắp đi rồi, 8:30 rồi để nè. Có xe ôm ta đón khách đi vòng vòng, về vòng vòng ở đây nè, đón khách vòng vòng. Tập trung ở đây rồi đi. Lấy gì đâu, ba lô một trang hả? Dạ không anh. Ba lô là em tập trung đồ vô đó, không có cần phải xách tay. Lấy xách tay là em để riêng à. Bà chịu á. Dạ. Ba lô nó uống nung. Có 3 buổi. Lấy nó lục cục lâu không? Vậy cả nhà. Đâu có bao nhiêu đồ đâu, tại vì cái đống đồ mừng rồi đó. Cái này là hành lý sắp tay của anh này. Từng mấy cái đủ nè, đâu có để dưới đâu. Để dưới nó dập. Để dưới chân của mình đó. Mình tự sắp tại vì nó chích hết trơn rồi. Xúc chào cho con ha. Ủa tu nghiệp tân thấy nghiệp. Như không? Quận 12 em đó chú. Chú nó chưa lên xe, bắt đầu nó say xe nè. Ám ảnh người xe à. Ám ảnh người xe. Bây giờ xích dầu cả nhà. Xích dầu gió xanh không xe. Bây giờ con gái của vui. Nó đi xe nó 10 năm rồi nó vẫn bị say xe. Hết hồn. Phải chích dầu vậy nè. Dầu. Tiêm dầu vô. Bơm hơi vô. Ngân bắt trước coi. Có gì cả nhà thấy đốm đốm ở đây. Không phải là mình ở dơ nhà, cả nhà nó dơ. Dính cái vết dầu. Cái khẩu trang mới đàng hoàng nha. Là mỗi lần đi là mỗi lần cái khẩu trang mới. Ồ, thơm mùi dầu dưới ta. Để chị nói con. Đẹp không nha, nó giữ xếp xe. Trời, nói vậy chứ có người xếp xe giữ trời hết. À, mẹ quên ngủ sẵn cái bọc cho con. Để coi lục cái đông bớt cũng có á. Lúc nào anh cũng hay hò cái bọc của trên. Mẹ không có là con ói lên xuống rồi luôn á. Đây, bọc trắng bọc đen. Nhưng mà bọc đen mình thủ sẵn bọc đen đi. Bọc đen nó đỏ. Nó đỏ nhìn cái hình ảnh đó. Hình ảnh ấy á. Nó cũng giống như cháo vậy nha. Cháo dữ chưa? Cháo dữ. Giờ nó cháo cháo nghe cái nó ủa đây luôn. Ờ, mẹ nói cho mày, mẹ giữ giữ cái tay vô đây. Giặt tao đủ ủa. Hả? Hả? Đây là cà phê sữa. Em mới mua rồi chị. Hồi sáng giờ là em mua 10 mấy tàu. Giờ không mua nữa. Cái người mời, mỗi người mời mua 2 tàu. Có người mời mua 3 tàu. Bánh hả? Bánh 20.000 hôm qua giờ tôi ăn lai đai còn được hơn không nữa. Chừng dập á, mẹ nói bánh con thì con nấu ăn. Thôi để mẹ ghim điện mà sẵn chút xíu nữa đi. Mình cho nó pin nó đầy đủ.